Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Ngày Mới thuộc Plant City, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong dịp khóa tu 2 ngày. Đây là ngày thứ hai của khóa tu và đây là buổi pháp thoại thứ nhì của ngày hôm nay. Thì theo chương trình thì chúng ta còn buổi pháp thoại này cũng như chương trình buổi tối, chúng ta có phần trà đàm, Phật pháp vấn đáp, văn nghệ. Nếu chúng ta có câu hỏi chiều nay thì chúng ta sẽ xen vào với phần văn nghệ, tức là trả lời một câu hỏi hay là hai câu hỏi thì chúng ta sẽ có một bài hát. Nếu chúng ta có câu hỏi, còn không thì mình sẽ sinh hoạt coi như là văn nghệ bỏ túi trước khi chúng ta chia tay ra về kết thúc khóa tu. Và đại chúng mà trưa nay có buồn ngủ không? Nói thiệt, em nhìn xuống em thấy mà, em thấy hết mình ta mới hỏi chứ bộ, để coi có thọ giới thiệt không. Trời ơi, nhướng thấy thương vậy đó. Thưa đại chúng, hồi sáng này á, mình có nói đến cái phương pháp mà Phật dạy để làm cho chúng ta bớt khổ. Pháp Hòa thường ít dùng cái từ là hết khổ, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng cuộc sống của mình á, trừ khi nào mình lên non lên núi đóng cửa thì không tiếp xúc ai thì mới có thể gọi là tạm gọi là hết, chứ thiệt sự không phải hết đâu, nó nằm góc đó thôi. Giống như nhà mình có mua một cái máy mà lâu quá mình không xài, nó không còn góc đâu, mình tìm nó không ra, nhưng mà chắc chắn nó đâu, nó còn trong nhà này, bất quá là mình chưa tìm được nó thôi. Tham sân si phiền não nó cũng ở trong cái tâm thức của mình, nó còn đâu đó. Cho nên á, mình có những cái phương thức để chúng ta làm giảm đó. Khi mà chúng ta có được cái tri kiến như hồi sáng mình nói đó, thì chúng ta biết nó, cho nên khi nó đến đó, chúng ta không quá phiền, không quá khổ. Tại vì cuộc đời này thủy chung có giữ cỡ nào rồi cũng có một ngày nó sẽ mất, có làm gì rồi nó cũng sẽ không tồn tại, vì bản chất nó là vô thường. Kinh Kim Cang gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hễ cái gì mà có tướng, nó đều là tạm, nó đều là giả. Ví dụ như bình hoa này có tướng, nó giả, tạm thôi, tuần, hai tuần hết. Cái nhà này nó cũng vậy thôi. Giờ sửa đó, hồi xưa là nó mục quá chừng rồi không, rồi giờ nó vô thường, nó từ cái mục cũ nó trở lại, nhưng mà nó cũng không phải là mãi mãi vậy. Cho nên đó, có cái tri kiến thì bớt khổ, bớt phiền não. Có cái kham nhẫn thì bớt phiền não. Có cái tránh né thì bớt phiền não. Bây giờ đến cái phòng hộ, cũng như là có cái trừ diệt. Trừ diệt là như thế nào? Tức là khi mà mình nhận diện một cái vấn đề, chúng ta cũng biết rằng cái nhận diện này nó cũng có thể là tạm thời theo cái tri kiến của mình, chứ còn nó cũng không mãi mãi là nó đúng sự thật đâu. Pháp Hòa ví dụ, mình nghe người ta uống một ly nước đá mà mình uống được, nhưng mà mình ngồi bên cạnh cái mình nói trời ơi, tôi nghe chị nhai nước đá mà tôi ê răng, người ta nhai mình ê răng. Như vậy thì mình không có thọ, nhưng mình nghe không mà mình cảm thọ. Và cái cảm thọ này nếu mà nó bình thường, nó vui vui thôi. Có những cái mình cảm thọ phiền não, ví dụ người ta nói một câu chuyện, mình ngồi đó mình nghe giận, trời ơi, tôi ngồi đó đó, nó nói tôi á, tôi biết hết trơn á, nó đựng hồng qua mặt tôi, trời tôi hả, con ruồi đực, con ruồi cá gì bay qua tôi cũng biết á, nó nhúc nhích là tôi muốn biết nó muốn cái gì rồi, mà mình không biết gì về người ta hết.
nhưng toàn là những cái nhận thức gọi là phi như lý tác ý, nó làm cho mình khổ. Như lý tác ý nghĩa là cái gì nó như thế nào thì mình hãy tác ý nó như vậy, còn nó không phải như vậy thì đừng có tác ý nó như vậy để mình khổ mình. Phi như lý tác ý. Cho nên cái mà nhận thức đôi khi chúng ta phải nhận thức cho đúng, mà nhận thức đúng thì nó không làm mình khổ. Phá và ví dụ như hồi nãy lúc chúng ta học giới, truyền giới. Ở trong cái giới. Cái gì vậy? Hai sân khấu một lúc à? Trong cái giới mình nói rõ vậy nè. Ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết hại. Vậy thì cái ý thức đó là gì? Đó là cái nhận thức khổ đau. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta rằng á, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải ý thức cái lợi ích và cái không lợi ích của nó. Cái nào lợi ích thì chúng ta làm, không lợi ích chúng ta không làm. Cho nên mình nhận được sự lợi ích, ý thức, và chúng ta nhận được cái khổ đau khi chúng ta làm việc này rất là rõ ràng. Bằng ngày mà có ma mới sợ. Ghost in daytime. Chị đừng có hù em. Em sợ ma lắm. Em sáng ngày mới sáng tận cho nên thí dụ như mình nói vậy nè. Quý vị muốn cho con cháu trong gia đình hay người thân mình bớt phiền não với những gì mình nói, mình đừng có biểu người ta không làm mà mình không có lý do. Mà Pháp Hòa thấy hồi nhỏ Việt Nam, ví dụ như ông bà la mình á, không có được làm cái này, nhưng mà không bao giờ nói lý do. Thì đôi khi hồi nhỏ mình có một cái văn hóa là người lớn nói con nít phải nghe. Đó là văn hóa ở Việt Nam. Nhưng khi mà nó qua tới đây á, thì cái đó nó không có. Thì nó đi sale, nó hỏi tới bến luôn. Why? Why? Nó cứ why hoài à. Nó nói, má cũng mấy why rồi con. Thấy không? Thành nữa là mình phải học lại. Con đừng có làm cái này, tại vì nó sẽ hư. Con làm cái này nó sẽ tốt hơn. Mà Pháp Hòa thấy cái điều này á, có những cái chúng ta làm mà chúng ta rất là bực, chúng ta rất là phiền não là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đi hướng này, và tại sao phải như thế kia mà mình không có giải thích. Thì cái mười tiếng đấy cứ làm đi đừng có hỏi, thì người kia sẽ càng bực bội hơn, làm mà không có vui. Thì trong cái nhận thức của chúng ta để muốn cho những cái phiền não trong cuộc sống nó giảm đi. Thí dụ như con nó vô nó xin đi chơi, mẹ không cho, nhưng mà nó vô ba nó cho. Thì nếu mà ba mà cho xong rồi á, ba có lý do cho, thì ba ra ba phải nói chuyện với mẹ. Hồi nãy á, nó xin em không có cho, nhưng mà anh cho là tại vì tuần rồi
nó học bài điểm thấp, anh nói nó cố gắng học đi, nếu nó điểm cao anh sẽ cho nó đi chơi. Cho nên anh nói cho em hiểu, để không phải anh tự ý quyết định làm hai vợ chồng nó conflict, nó chống đối lại cái câu trả lời, thì mai mốt đứa con nó không có hỏi mẹ mà nó hỏi ba không à. Là tại vì đến với ba là cái gì cũng yes, mà qua mẹ thì cái gì cũng no. Thật ra là cái cách của mình cũng phải giải thích, để mình nhận thức được tại sao mình no hay yes. Ví dụ như những cái công việc trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Thường thường á, Pháp Hòa làm gì với mấy thầy trẻ đó, khi Pháp Hòa quyết định Hòa làm xong rồi á, có dịp đi chung á, hay là ngồi một với một thầy lớn mà nói tại sao thầy quyết định như vậy, nếu có cơ hội con nói với mấy em là mình thầy có cái lý do, vì cái gia đình đó người ta có nhiều khi Pháp Hòa nói nửa đêm đi đi tới nhà người ta giải quyết những cái chuyện gây gỗ, hay là người ta thế này thế kia nửa đêm nửa hôm vậy đó. Pháp Hòa mới nói những Phật tử này là những người rất là có cái công đức với Tam Bảo, với chùa. Bây giờ gia đình người ta hữu sự, đây là giờ phút mà mình bổn phận của người xuất gia chúng ta phải đền ơn cho họ, trong khi gia đình người ta hữu sự. Thì quý thầy đi nửa đêm nửa hôm, nhưng cũng hiểu mình không phải là mình từ chối nếu ai không có công với mình, nhưng nếu cái sự việc mà mình hiểu hơn thì mình sẽ willing. Thật ra ở chùa bển ai kêu giờ nào đi giờ đó, không cần biết thân quen. 2 giờ 3 giờ họ có người thân mất mà họ gọi vô chùa, mà lúc đó có người bắt phone là sẽ đi. Mà phần lớn là Pháp Hòa bắt hết nếu Pháp Hòa có ở nhà, tại Pháp Hòa không muốn động chúng, không muốn tiếng chuông nó reo nhiều quá rồi động cả chùa. Cho nên vừa reo mà Pháp Hòa có ở nhà là bắt phone, mà bắt phone rồi cũng tự đi chứ không để chúng đi, tại mỗi người phải nghỉ ngơi, mình làm trụ trì thì mình phải chịu. Cho nên là Pháp Hòa thường tất cả những cái buổi đi vào bệnh viện tụng kinh nửa đêm nửa hôm là Pháp Hòa đi hết. Có nhiều khi 5 giờ sáng quý cô thấy Hòa ra mặc áo tràng về hỏi ủa giờ này thì tụng kinh nó không, đi mới về, đi hồi 2-3 giờ, 5-6 giờ sáng mới về tới nhà. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói mình nhận thức được làm không có khổ, không có phiền não gì hết, vì mình ý thức được cái việc mình làm là ngay cái giây phút người ta đang lo lắng khủng hoảng như vậy, mình có mặt không làm được gì, nhưng người ta feel được, người ta cảm nhận được sự bình an là có thầy ở đây để trợ duyên giúp đỡ cho gia đình. Cho nên á, mình sở dĩ chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phiền hà nhau, chúng ta phiền não với nhau, một phần là bởi vì chúng ta không nhận thức được việc làm của nhau. Chúng ta không biết tại sao người đó phải làm như vậy. Có lần á, có một cái cô đó cô hỏi Pháp Hoài vậy nè: con gửi tiền về cho mẹ con mà mẹ con cứ đưa cho người em của con, mà người em của con thì nó không lo làm ăn. Bây giờ con không cung cấp tiền nữa, con có bất hiếu không? Pháp Hòa mới nói như vậy cũng khó, tại vì chị không phải ở trong cái vị trí của mẹ. Mẹ đang làm cái vai trò của mẹ là bổn phận mẹ là lo cho con. Mình không nói được cái chỗ đó, mình không có cản ngăn được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà mẹ không lo con thì mẹ thiếu bổn phận. Rồi bức con mà nó có hư đốn nó như thế nào, người mẹ vẫn không bỏ con. Nhưng mà mình là em, là chị, mình nóng ruột, thì vì thôi bây giờ chị làm bổn phận chị đi. Bổn phận của chị là con lo cho mẹ, chị gửi cái phần đủ để mẹ trang trải theo cái đời sống của mẹ. Còn mẹ có cho con đó là cái phần giữa nghiệp, giữa nợ nần giữa mẹ với người em. Không ai thiếu bổn phận ai, chị không thiếu bổn phận với mẹ, nhưng cũng không thể bắt mẹ không có bổn phận như người con. Trong cuộc sống này mình lấy cái nhìn, mình nhìn rộng là mình sẽ hiểu được tại sao người này phải làm này cho người kia, người kia phải làm cái này cho người nọ. Quý vị thấy có những người họ lường gạt người này nhưng mà họ cung phụng cho người kia. Cuộc đời nó ngộ lắm, phải không? Họ lấy của người này
Nhưng mà họ lại đút lót cho người kia. Mà người này thì thương họ đáo để, thì họ không coi ra gì mà cứ rút rỉa không. Còn bên này thì không coi họ ra gì mà họ cứ đút lót, họ dâng hiến không à. Mình không có chứng quả, mình không có thấy được nhân quả, ân quán nó chằng chịt với nhau. Phải không? Nó đều có hết á. Nó đều có cái hết á. Không có cái liên đới với nhau thì nó không đến với nhau được. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay dùng cái từ kết duyên đó. Kết duyên là gì? Mình thấy cái đó tốt nên kết, cái đó hay nên kết. Cho nên tụng kinh không hiểu cũng tụng, tại vì mình tụng để kết duyên. Kết duyên với pháp bảo. Pháp bảo có nghĩa chứ không phải là không nghĩa. Nhưng tuệ giác mình chưa đủ, mình không hiểu thôi. Thì nhưng không hiểu mà không tiếp xúc, không trì tụng, thì mình lại không kết được cái duyên này. Mà một đời này không kết, hai đời không kết, thì đời nào mới hiểu nghĩa? Thì bây giờ nếu mình không hiểu thì đâu có nghĩa là nó không có nghĩa. Thì chúng ta cứ tụng, dù không được tuệ giác nhưng vẫn được phước đức. Tụng kinh là thân ngồi nè, là thân tỉnh. Miệng tụng kinh là khẩu tỉnh. Ý duyên theo chữ mình tụng là ý tịnh, mặc dù có thể không hiểu nghĩa. Nhưng mà đó là cái đạo lý chúng ta kết duyên. Mình đi đến chùa, mình cúng dường, mình nói con kết duyên với Tam Bảo. Để làm chi? Không đời nào mình mất duyên với Tam Bảo. Mình có thể lễ Phật dễ rồi, lễ Pháp dễ rồi, giờ lễ Tăng lễ làm sao? Đại Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách thực tập kết duyên với Tăng của Pháp Hòa nha. Khi nghe một tôn đức nào viên tịch, có thể mình không biết, nhưng hoặc mình đã từng biết tên nhưng mình chưa được gặp, cũng chấp tay đảnh lễ. Nghe quý ngài ở Việt Nam viên tịch, Pháp Hòa cũng hướng về quý ngài, Pháp Hòa đảnh lễ. Đời này con không đủ duyên gặp ngài, nhưng con xin được kết duyên lành với ngài. Đời kiếp nào ngài trở lại Ta Bà, con cũng được làm đệ tử, được ở trong pháp hội, được làm người đệ tử hậu học của quý ngài trong mười phương. Như vậy thì đời nào mình mất duyên với Tăng, đời nào mình mất duyên với Pháp, là vì mình không khinh thường Pháp. Tất cả giáo Pháp đều có nghĩa hết, nhưng tuệ giác mình không xong. Cho nên mình nói tụng kinh không hiểu tụng chi, có nghĩa mà tại anh không hiểu thôi. Chứ tại sao, nếu mà anh không hiểu mà anh không tụng nữa thì coi như sao? Cắt đứt. Nhưng mà mình kết duyên là để mình được gần gũi, được thân cận. Mình gặp cái người nào mình kết rồi đó, mình cũng tìm cách mình lân la vậy. Người ta đứng đâu mình đứng đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học đó, lúc Pháp Hòa học high school đó, ngày nào mình ra đón xe bus cũng có một cô đón chung với mình. Mình lên, cổ mình xuống, cổ xuống. Mình đứng chỗ mà mình mở cái lót cờ, cổ đi tới, đi lui, đi tới, lui, không biết lý do. Có một ngày nọ, cổ nhờ người khác giới thiệu. Cổ dẫn tới, người khác dẫn giới thiệu, nói nhỏ này nè, nó muốn quen với chú Tiểu. Mà nó không dám nói, nó dẫn tôi tới. Nhưng mà thưa đại chúng, nhưng mà tại vì cái tâm tu mình nó vững, dạ được, cuối cùng Khoa dẫn nó đi chùa luôn. Mỗi chiều đi học về, muốn đi xe bus không? Đi chung, về chùa, đọc kinh chung. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa, ai muốn buổi chiều là nguyên nhóm con nít sẽ đi chơi với nhau. Nhưng Pháp Hòa ra luật nha, tụi bay muốn đi chơi với tao, tụi bay phải tụng kinh. Chiều nay 2 giờ hẹn ở nhà tao tụng kinh. Nói tao không có áo tràng, mày về nhà mày lấy áo dài mày mặc. Mày đưa con gái trong xóm áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo vàng, áo dài không à, mặc lên tụng kinh. Tụng rồi tối á, thay vì đi chơi phải không, tối nay bận đi đám rồi. Đi đám không? Thay vì nãy mình nói hồi chiều hứa đi chơi, chiều vẫn đi đám. Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại, mấy chục năm sau gặp lại còn nhắc á, nó tụi tôi nhớ hồi nhỏ đó, là mỗi lần muốn đi chơi với ông á là ông biểu là phải đi tụng kinh. Nhưng mình mới đầu mình kêu đi đám nó ngán lắm, nó chiều đi chơi.
Nhưng mà mình biết trong bụng là chiều nay tao có đám. Có cái thầy đó, thầy đi tụng kinh đám tang. Rồi cái có cái cô đó tụng cho cái gia đình đó, ông chồng mới mất. Thì cổ tụng đâu được mấy thất à, cái cổ mới tỏ tình. Cổ nói giờ con thấy thầy cũng được quá, hiền lành quá, thôi thầy thầy cưới con đi. Thì bây giờ cái ông thầy á, ông nghe vậy cái ông nói bây giờ cô chồng mới mất chưa được 49 ngày, tôi cưới cô liền tôi cũng khó sống. Mà hàng xóm người ta nói kỳ lắm, thôi cô ráng đi, xong 49 ngày rồi mình tính. Thì ông cũng tới cúng bảy thất đủ vậy đó. Cái xong hết 49 ngày cái cổ nhắc, cổ nói thầy ơi bữa nay ngày thứ 50 rồi. Ông nói không được đâu, mới có 50 ngày à, thôi ráng 100 ngày đi. Cái cổ ráng tới 100 ngày, ráng 100 ngày cái cổ nhắc nữa, cổ nói chưa được đâu, năm đi. Tại vì Việt Nam mình một năm kêu là tiểu tường, chưa kêu là dỗ nha. Một năm đầu chưa, không muốn gọi dỗ, một năm đầu gọi là tiểu tường. Xong năm đầu rồi cái cổ nhắc lại cái thầy, ông nói không, ráng 2 năm. Tại vì vợ để tang cho chồng cho trọn 2 năm gọi là đại tường. Mình để tang trọn 2 năm nhưng mà thật là 3 năm. Tại vì năm mất là tính năm rồi, cộng thêm 2 năm tới thôi. Cho nên Việt Nam kêu là đại tường mãn tang. Xong mãn tang rồi thì 2 năm trời đó cổ đi chùa, cổ tụng kinh, cổ nghe pháp, qua tới hết mãn tang rồi. Ông nói giờ sao, cổ nói không, giờ con muốn là Phật tử thôi. Quý hiểu chỗ đó không? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Cô này cổ đến với thầy do tâm dục, tâm tình cảm, tâm luyến ái. Nhưng mà thầy nhận thức, thầy nhận thức rất rõ đây là một mối phiền não. Nhưng mà nếu mà thầy chống lại liền, thầy không hóa giải được. Mình phải ôm cái đó rồi từ từ mình hóa. Cho nên ông thầy ông bày mưu. Ông bày mưu là ông nói như vậy, nếu như mà cổ vừa tỏ tình mà ông thầy nói cổ đạ mạng, thì bắt đầu từ cái yêu nó sanh cái hận. Yêu hận ba chữ à, yêu cũng ba chữ, hận cũng ba chữ. Cho nên ông thầy, bởi vì hòa nói như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng á, người có tu tập có cái tri kiến, có cái kham nhẫn, có cái nhận thức, có cái bình tĩnh, có trí tuệ. Mình không tu thôi, tu là mấy cái đó nó lên. Thay vì tham nó lên, sân nó lên, si nó lên, mạng lên, nghi lên. Nhưng tu thì mấy cái đó nó ngủ, cái khác lên. An tịnh nó lên, tĩnh lặng nó lên, trí tuệ nó lên, kham nhẫn nó có. Cho nên ông thầy cũng kham nhẫn. Nhưng mà nếu như mà thầy chống lại liền, thầy nói cô người nữ không có đàng hoàng, có phải là cổ sanh hận không? Từ cái hận đó cổ sẽ không đến với thầy. Rồi có thể cổ sẽ thương một người nào khác, nhưng một người đời thì cổ đến thì người ta nhận thôi. Rồi chồng chất khổ đau từ cái chuyện thầy không biết tiếp độ cô, không có hóa giải được cho cô, để cho cô phải đi xa như vậy. Mà cuộc sống mà, hễ con người mà họ không được cái này, họ phải gầy cái khác. Hoặc là họ gầy cái khác để làm gì? Để trả thù, để rửa hận, để làm gọi là không mất mặt họ. Cho nên thầy có cái cách của thầy. Thầy nói 49 nha, qua tới 100 ngày, 1 năm, 2 năm. Sau đó cổ từ chối, cổ nói thôi, sau 2 năm tu tập tất cả con thấy rõ rồi, phải không? Tình cảm vợ chồng cũng chỉ vậy thôi. Thôi thì con giữ như vậy để tu tập, để nuôi con. Như vậy thầy mới có công đức trọn. Như vậy thầy mãn nguyện rồi. Ở trong những cái sử của Đức Quan Âm á, có kể một cái tiền kiếp của Đức Quan Âm.
Thì cái Đức Quan Âm á, có một kiếp nọ đó, Ngài là một cô gái đẹp mà trong xóm ai cũng thương hết, trong cái xóm ai cũng thương cô đó hết á. Thì bây giờ người nào cũng tới cầu hôn cổ hết á, thì làm sao mà một mình cổ mà chấp nhận hết tất cả những người nam trong xóm. Cổ mới nói bây giờ tôi có một mình à, làm sao tôi có thể lấy nhiều chồng được, mặc dù tôi biết ai cũng thương tôi. Thôi bây giờ mọi người ráng học thuộc chú Đại Bi, ai thuộc chú Đại Bi tôi nhận làm chồng. Trời, mấy chú về học Đại Bi ráo riết luôn, học đi cưới vợ. Xong rồi cái cuối cùng từ 10 ông mà còn ra 7 ông thuộc chú Đại Bi. Ông nói trời, không lẽ mình tôi lấy 7 ông. Thôi giờ 7 ông còn lại nè là thí sinh vào vòng kế. 7 ông này ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh tôi nhận làm chồng. Rồi học Bát Nhã Tâm Kinh rớt còn 2 ông, còn 5 ông. Mà cứ như vậy, cứ như vậy, cuối cùng các ông học kinh, nghe pháp, hiểu đạo, ông nào cũng tu hết. Mấy ông tu thì bà khỏe. Trong tất cả những cái hạnh nguyện á, đã là hạnh nguyện của Bồ Tát, làm việc của Bồ Tát, thì chúng ta biết nguyện chuyển. Cho nên á, việc làm chúng ta đừng phải làm hết lòng, nhưng trong cái hết lòng đó nó phải cộng, nó phải plus với cái tâm tùy thuận, tùy duyên. Đó. Thưa đại chúng, sáng nay buổi lễ nè, không? Rồi chiều nay cúng thí nè. Tất cả những cái đó đầu tiên nó không có nằm trong chương trình. Nhưng chiều hôm qua ngồi nói chuyện với sư cô trụ trì thì Pháp Hòa cũng chia sẻ, rồi mình add thêm một vài điều để cho nhân đại chúng đông đảo, không, chư tăng quý ni đầy đủ, đại chúng đông đảo, mình nhờ năng lực của đại chúng, mỗi người một tiếng niệm Phật làm cho ấm cúng đạo tràng. Mình nguyên tắc là vậy, nhưng nếu chúng ta có nhận diện, chúng ta có cái định tĩnh, chúng ta plus thêm, cộng thêm những cái bonus mà nó cũng ở trong phạm vi đó thôi, nhưng mà chúng ta không làm cái gì nó xa ra. Phiền não á, là những cái điều chúng ta không có bằng lòng, chúng ta không có thích nó, chứ nó không là gì hết á. Thí dụ như cái chuông để đây mà mình không thích nó để đây là tại nó cản trở, thì cái chuông này trở thành phiền não của mình, trở thành một cái chướng ngại của mình. Chứ thủy chung bản chất nó không hề có chướng ngại và phiền não. Mỗi người chúng ta xung quanh này không ai là chướng ngại của ai hết, nhưng tại vì mình không bằng lòng với cái cách của họ, với cái kiểu của họ, thì họ trở thành ra cái chướng ngại của mình. Cho nên cái nhận thức là một phần giúp cho ta giảm đi cái phiền não. Mình nhận thức sự việc thì chúng ta không đến nỗi. Cho nên tập thấy ai làm gì khoan lên án, khoan phê bình, mà chúng ta cần nhận thức cho kỹ. Nhận thức cho kỹ sự việc, thí dụ mình vẫn chưa biết vấn đề gì nhưng không hề liên hệ thì liên quan gì tới mình cũng không nói. Tại vì mình nói mà việc không phải việc của mình thì có phải là mình tạo thêm nghiệp không, là thêm lỗi không? Đó. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà ông Khổng Tử với nồi cơm không? Đức Khổng Tử mà thấy Nhan Hồi mà để cơm vô miệng ăn, khi nhìn xuống bếp thấy vậy thì nghĩ là người đệ tử của mình á đã vô lễ ăn cơm trước mình. Ngài chỉ đứng ở trên nhìn xuống mà buồn. Đến khi giờ ăn cơm, mời Nhan Hồi ăn, Nhan Hồi chắp tay xin lỗi: hồi nãy trong khi nấu cơm con lỡ làm rớt một ít cơm ra ngoài, nhưng con nghĩ vào cái thời buổi khó khăn, cơm gạo thiếu thốn, mà nếu con đem cái nắm cơm rớt ra ngoài đó mà con bỏ thùng rác thì phí quá, phí quá. Cho nên con đã chùi sạch cái hạt cơm đó rồi con ăn. Thì giờ con xin lỗi thầy và mấy huynh đệ, con đã phạm cái lỗi ăn trước. Mà lý do con ăn trước là vì cơm nó rớt ra ngoài, con không muốn phí. Đức Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: nếu mà ngươi không nói điều ra, xém chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Người thầy mà nói như vậy, nghĩa là một bậc thầy á, cũng có nhiều lúc mình nhìn sai.
nhưng cũng không có vì cái tự ái mà không dám nhận mình sai. Cho nên có nhiều khi á, mình biết sai mình không nhận, nó cũng là cái lý do mà làm cho phiền não trong nhà nó cũng có. Tại mình tự ái, mình tự cao, mình nghĩ rằng mình không bao giờ có lỗi, mà giờ mình lỡ hớ rồi, mình im luôn. Mà đôi khi người ta chỉ cần một lời nhận lỗi, một lời xin lỗi, một hoặc là mình có nhận lỗi thì mình tự mình chữa, người ta vẫn nhận ra rằng mình có nhận thức cái lỗi của mình, rồi từ từ mình sửa sai để sự việc nó không trở nên quá đáng. Đó là một cái phương pháp giúp, đó là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta giảm đi cái phiền não trong đời sống hàng ngày. Ngoài cái chuyện chúng ta có tri kiến hiểu biết, mình biết vô thường để mình chấp nhận sự việc. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, biết vô thường để sống thường. Mình sống bình thường là mình an ổn. Vì cuộc đời này không có gì nó thường hết á, chỉ mà tất cả các pháp nó đều phải đi qua vô thường là biến đổi. À, hôm có một nhiều người bệnh cũng buồn lắm, nghe tin mình bệnh thì sẽ rất buồn. Và cái lời an ủi Pháp Hòa thường nói, thôi bây giờ mình phải thấy rằng mình như một chiếc xe cũ đi được 50 năm, 60 năm mà chưa bao giờ thay nhớt, chưa bao giờ tune up chiếc xe này. Thôi bây giờ cơ hội để cho bác sĩ ta chụp đầu, chụp gối, thử máu, chạy điện. Không phải thay nhớt là cái gì đó, không phải mà đi tìm những cái body parts, phải không, để mà chữa trị, còn hơn là không biết gì hết, nửa đường đang đi nó banh xe luôn, hư luôn còn khổ hơn. Còn bây giờ nó có signal, cái đèn nó flash lên, lái xe mà đèn nó flash lên nó báo cho anh biết có một cái body part nào hư, may quá lập tức vô chữa liền. Cho nên trong cái rủi chúng ta vẫn còn thấy được cái may ở trong đó. Mà nếu như mình nói cho cùng là khi chúng ta nhận diện được những gì bất trắc trong cuộc sống của mình, đó là cái phước. Chỉ sợ là nó bất trắc mà chúng ta vẫn không biết. Khổ mà chúng ta biết mình khổ là mình có phước rồi đó. Không biết có cái phước là biết mình đang khổ, đang bệnh, để ít nhất cũng tìm và chấp nhận được phương thuốc. Còn không thì mình không chấp nhận thuốc. Là tri thức rất cần, phòng hộ cũng rất cần, kham nhẫn cũng rất cần, tránh né cũng rất cần, trừ diệt cũng rất cần, tức là nhận diện nó. Và cuối cùng là chúng ta tu tập. Rồi đó, bây giờ tất cả những cái nãy nói đó không có gì qua tu hết. Mà nhưng tu là nghĩa là gì? Nghĩa là mình biết tiếp nhận mọi pháp, rồi để cho các pháp đó nó nhẹ nhàng. Có những sự việc chúng ta có thể nói, nhưng mà có những sự việc chúng ta chỉ để cho nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Tại vì nói là hoàn toàn không có lợi ích gì cho ai hết. Cái gì mà trong gia đình mình một người nào làm lỗi mà bây giờ mình biết rằng đó, thôi người ta đã, mình đã nhận vào, người ta đã im lặng, ta biết vậy rồi, thì mình cũng cứ im lặng để cho nó đi qua. Ngày hôm qua có một em, nó đang thất vọng về cuộc đời. Vì nó nghĩ rằng á, nó cúng, nó thờ, nó lại, nó tụng vậy đó là nó sẽ được như điều nó muốn. Nhưng nó tụng, nó cúng, nó lại, nó làm đủ thứ mà nó vẫn không được gì hết. Thì nó làm sao? Nó thất vọng. Mình đã từng bị vậy chưa? Người lớn mà còn bị đó. Tụng quá trời tụng, cúng quá trời túng, bố thí, trai tăng, làm đủ thứ hết mà việc đó vẫn xảy ra. Đôi khi mình cũng nói, ủa vậy mình có thiệt sự có phước không? Bố thí có phước mà gọi là bố thí phóng sanh để hết bệnh mà sao phóng quá trời luôn mà vẫn bệnh. Mình làm quá trời mà tại sao việc nó vẫn đến? Thì khi người nhà của em đó, dẫn em lên và nhờ Pháp Hòa nói chuyện với em, Pháp Hòa từ chối và không nói. Pháp Hòa nói như vậy,
em nó còn nhỏ, và do mình hồi đó mình nói với nó, con làm cái này đi, con làm cái này, con làm cái này, cái Phật phù hộ con, Phật cho con, Phật cho, cái nó làm quá trời làm luôn, nó không được gì hết, thì nó thất vọng là phải rồi. Người lớn mà còn thất vọng tràn trề nữa chứ đừng nói nó. Nhưng mà cô càng biểu ai tới nói với nó, mà Pháp Hòa hiểu lắm. Pháp Hòa nói Pháp Hòa rất thông cảm cô, tại vì đây là cái lòng của người cha, người mẹ. Ai cũng muốn tìm phương pháp cứu con mình. Nhưng cô đừng làm. Cô càng làm thì cũng giống như cái sợi dây mà nó đã một nùi, nó siết thêm. Nó đã không thích rồi, nó đã thất vọng rồi, nó đã đang ghét rồi, mà mình biểu mấy người này xuất hiện trước mặt nó hoài thì có phải mình siết nó thêm thôi. Bây giờ cô cứ thả lỏng vậy đi. Mỗi ngày cô cứ thương nó, cô chăm sóc cho nó. Mọi việc trong gia đình cứ bình thường, mình cứ bày tỏ tất cả tình thương cho nó và sự lo lắng cho nó. Nó dần nó lớn lên. Khi nó lớn lên nó hiểu được chân lý rồi. Nó hiểu được chân lý rằng trong cuộc đời này cái gì cũng phải biến đổi. Chính bản thân nó từ một đứa con nít thì mới thay, nhờ cái vô thường thay đổi nó mới lớn lên. Thì cái vô thường thay đổi đến với ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đối với cha, với mẹ là chuyện bình thường. Nó lớn rồi nó tự nó hiểu chết là gì, khổ là chi, thất tình là gì. Có bao giờ mình nói với một đứa con nít là ông nội con chết không? Mình toàn nói dốc không à? Ông nội con lên trời rồi, ông nội con đi xa rồi, ông nội con bận rồi. Mình đâu, mình nghĩ rằng nó không biết chết là gì, nói nó làm chi, nó không hiểu. Nhưng khi nó 15, 16 tuổi, mình có cần nói gì nữa không? Nó tự nó hiểu. Cho nên trong cuộc đời này á, nhiều khi có những cái niềm đau nỗi khổ không nói. Tại vì mình biết mình càng nói người ta sẽ càng siết hơn, là vì bây giờ cái tâm của người ta nó đầy rồi, mình đổ cái gì vô nó cũng tràn ra hết. Thôi để cho nó tự nó rung, nó sét, rồi cái nó đi xuống, rồi từ 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 nó thấm. Trái cây mà nó chín trên cây lúc nào vẫn ngon hơn là một trái mà mình cứ hái rồi mình tìm cách mình vú cho nó chín. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Mình phải mà biết, rất thông cảm, rất trân quý tình thương của cha mẹ, của ông bà, của con cháu, của người thân đối với người thân. Nhưng mà có những trường hợp tại sao đem lên Pháp Hòa không nói, biểu Pháp Hòa nói Pháp Hòa không nói. Có nhiều người ta bị mất con, con người ta mất, rồi Pháp Hòa tới thầy, ông này nè, chị này nè, mất con á, thầy khuyên đi. Buồn hoài à. Pháp Hòa nói tại kim chưa chích tới mình mới vậy chứ, kim chích tới mình cũng vậy thôi à. Mình đủ sáng suốt để khuyên một người, nhưng mà khi việc đó đến mình, chưa chắc mình đủ sáng suốt để vượt qua. Nhiều khi á, mình thấy người ta vậy mà người ta vững hơn mình đó. Người ta vậy đó mà ta còn sống tới giờ này á. Còn mình không biết làm sao nữa đó. Đó, chưa tới mình chưa biết đâu. Chờ mà nói không khuyên gì nữa hết. Đạo lý vô thường sống chết người ta dư biết rồi. Cái người ta cần bây giờ là cái gì? Thời gian. Thời gian mới cho người ta nguôi ngoai, mới nhẹ nhàng được. Vừa rồi có cái cặp vợ chồng đó còn trẻ lắm, có một đứa con trai duy nhất, mới có 16 tuổi, đụng cái nó chết. Trời ơi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó ngoan hiền, thì quý vị tưởng tượng cha mẹ nó thấu địa đau tới cỡ nào. Trong suốt thời gian tang lễ và mỗi tuần nó lên chùa, mỗi lần gặp hai vợ chồng, Pháp Hòa không nói gì hết, nắm tay, ôm chồng, vuốt ve. Nhiều khi cái tâm tình của mình nó cũng thay một lời nói. 3 tháng sau, 6 tháng sau, Pháp Hòa gặp, Pháp Hòa bữa nay có đỡ không? Nó nói dạ tụi con đỡ rồi, sau 6 tháng đi làm lại được rồi. Nhiều khi không phải mình nói rỉ rả bên tai người ta mà mình kêu là mình cứu khổ đâu. Mình cho nên cái chỗ độ sanh á, nó tùy duyên nhiều lắm, nó tùy thuận dữ lắm. Mà mình không có cái tâm nhu nhuyến tùy thuận đó
mình khó giáo hóa. Có những người, người ta cần sự im lặng hơn là mình cứ nói lai rai bên tai người ta. Có nhiều người ta không có cần gì, người ta chỉ cần biết là mình hiểu người ta, và thậm chí chỉ cần cho người ta khóc thôi. Cho nên Pháp Hòa mới đi đám á, nhất là những cái người mà ta sắp mất mà con cái người ta khóc, Pháp Hòa cho khóc thoải mái, nhưng không được rên nha. Có nhiều người không cho khóc, đừng khóc, đừng khóc, bà đi không được. Trời đất ơi, cha người ta sắp chết mà biểu đừng khóc, chồng người ta bệnh sắp mất mà biểu đừng khóc. Chỉ có điều là mình đừng có rên thôi, tại vì cái tiếng rên của mình làm động tâm người mất. Còn cái emotional, emotional là gì? Cái cảm xúc của mình, làm sao tránh được? Làm sao tránh được? Người dưng đây nè, mình thấy người dưng đi đường mà mình còn khóc, huống chi là người thân của mình. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường, mình nhỏ những giọt nước mắt buồn khi phải xa người thân mình. Nhiều khi mình vui quá mình cũng khóc vậy. Mấy ngày nay Phật tử gặp Phú Hòa khóc quá trời luôn, mà em có chọc ghẹo gì đâu. Khóc đó là gì? Là vui thôi. Hồi nãy còn có một cô chụp hình xong biểu Hòa nhéo coi có phải thiệt không. Thầy con không nghĩ là con được gặp thầy, bây giờ con được gặp thầy rồi, chụp xong cái hình thầy rờ thầy nhéo nhéo con. Có nhiều vị còn nói đâu thầy gõ đầu con thử, con đang mơ hay con đang tỉnh. Nó rất tiếc không có cây búa ở đây. Gõ mang tiếng. Cho nên thưa đại chúng là có những cái việc trong cuộc đời mình phải nhận thức. Nhận thức, có nhiều khi mình offer mình giúp người ta, nhưng mình không nhận thức là mình phải giúp cách nào. Càng offer, càng tới người ta từ chối lại giận. Thay vì nãy thương á, tôi thương quá tôi muốn giúp thế này thế kia, nhưng mà rồi người ta từ chối là bởi vì mình chưa thông cảm cho người ta, mình chưa nhận thức được người ta sẽ cần mình giúp ở phương diện nào. Cho nên không phải làm hiểm, nhưng mà tùy việc. Có những đứa nhỏ nó không thích cái việc đó mà mình cứ ép nó vô làm. Mình nhìn mình biết chứ, mình nhìn mình biết chứ. Nhưng mà cho nên những lúc trước mặt ba má nó, Phật thấy ba má nó ép nó kiểu này kiểu kia vậy, đợi khi nào không có ai Phật tới ngồi gần nói chuyện với nó, để cho nó một phần nào nó nhẹ nhàng, một phần nào nó thông cảm. Nhiều khi nó không được nhẹ nhàng mà nó cũng không thảm, tại sao ba má nó làm cái điều đó cho nó. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phải tu tập. Tu tập không phải là mình gõ chuông, gõ mõ, làm cái gì ghê gớm đó. Tu tập là mình đủ cái tuệ, cái từ. Từ bi thì ai cũng có, nhưng mà giống như mình thương vậy đó. Thương thì ai cũng có, nhưng mà giờ quan trọng là có biết thương không. Mình có thương mà phải biết thương, thì cái thương của mình nó không làm người khác bị thương, và người khác sẽ không khổ đau vì cái cách thương của mình. Rồi mình càng bực bội, mình nói coi đó, tôi thương mà nó làm vậy đó. Rồi cái mình cứ leo thang, mình làm khổ nhau. Một người thì phải cắn răng chịu để cho mình thương, mình đó thì phải cắn răng lết tới thương. Rồi cuối cùng họ chịu không nói, họ trả đũa lại, mình bị tổn thương. Tại vì mình nói tôi rất là thất vọng, tôi rất là tổn thương, tại vì tôi làm như vậy mà người đó thế này thế kia. Rồi cuối cùng cả hai vô nhà thương. Tại vì một người bị thương, một người tổn thương. Vì chúng ta không có đủ cái năng lực tu tập. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, tu tập nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta nghe Pháp, chúng ta tịnh tâm mỗi ngày, tụng kinh cũng được, lại Phật cũng được, sám hối cũng được, bất cứ cái hình thức nào. Mỗi ngày đại chúng chỉ cần làm 15-20 phút, ai giỏi thì 30 phút. Quý vị cứ làm đều đặn đi, sám hối lại Phật mỗi ngày đều đặn. Thí dụ mỗi ngày mình lại 35 lại trong hồng danh bảo sám á, lại từ Thích Ca Mâu Ni, lại dài cho xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật 35 lại.
Lại xong rồi tự mình quỳ xuống, mình đọc những cái bài kinh ngắn gì theo mình thích trong quyển kinh đó, giữ điều đặn thời khóa. Rồi hoặc là mỗi ngày mình ngồi thiền 15 phút, sáng 15 phút, chiều 15 phút. Một thời gian sau, quý vị sẽ thấy cái tâm của mình nó lắng xuống. Cũng giống như cái tấm gương đã bị nhiều lớp bụi, bây giờ mỗi ngày mình đi ngang mình quẹt một cái, mỗi ngày mình chùi 15 phút, chưa sạch phải không, để đó, mai chùi 15 phút, bảo đảm một ngày nào đó tấm gương dày bụi cũng phải sao, cũng phải sáng, cũng phải sạch ra. Tại vì bản chất của tấm gương là sáng, chẳng qua là nhiều lớp bụi lên thôi. Cho nên làm điều thiện nó giống như cỏ mọc trong công viên, chúng ta không thấy nó mọc nhưng mà nó lớn khi nào không hay, phải không? Còn làm điều xấu cũng giống như mài dao trên cái tảng, cái cục đá mài vậy đó. Tưởng chừng như cục đá sẽ không mòn, nhưng một ngày nào đó đá nó sẽ mòn. Trong Minh Tâm Bảo Giám có dạy câu đó vậy đó. Làm thiện như cỏ trong công viên, không thấy nó, không thấy nó mọc, vậy mà nó mọc lúc nào mình không hay. Làm ác như mài dao trên cái cục đá, tưởng chừng đá không mòn mà rốt cuộc nó cũng mòn. Nghĩa là mình tự hào, tự đắc, không ai biết, phước mình không giảm, dày như cục đá, mình nghĩ dao nó mới mòn, nhưng mà sẽ có ngày cục đá nó cũng sẽ mòn, do mình ỷ lại cái chuyện làm ác của mình. Và cái điều thiện mình coi nó nhỏ nhất, nhưng mà cứ làm đi, tại vì làm mỗi ngày thì tự động nó sẽ thành tựu. Thì trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật không phải là một vị thần thánh cho mình gì hết, nhưng mà Phật là một người thầy có khả năng cung ứng cho mình những phương thức, những phương thức để chúng ta có thể làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Cái bước chân của mình đi nó có nhẹ nhàng hay không là tùy theo cái lòng của mình. Lòng mình mà buồn bã, bước chân nó nặng nề lắm. Chiều một mình qua phố thường âm thầm nhớ nhớ gì đó không? Bước chân nó nặng lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì đi đâu, chỗ nào mình cũng rất thông dong và tự tại. Cho nên á, làm sao tâm mình được cái nhẹ nhàng, đâu phải một ngày một bữa làm được đâu, phải có cái huân tập. Cho nên nhà Phật dùng chữ huân tu. Huân là gì? Gom lại. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân. Cái bình hương mình thắp lên, khói nó xông lên, nó tản ra, lư hương xạ nhiệt mà, khói bay lên. Nhưng mà bây giờ pháp giới này sẽ gom lại. Để làm gì? Tất cả mây đó kết lại thành một cái gì? Một cái tường vân. Khi mình nhìn lên đó, tường vân đó, mình sẽ thấy chư Phật hiện toàn thân. Tại sao bây giờ thấy mây mà thành Phật? Tâm mình an lạc rồi thì một đám mây mình vẫn thấy biểu tượng của Phật. Tâm mình thảnh thơi rồi, một lá rơi xuống mình vẫn thấy pháp. Cái bài hát hồi nãy đó, Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Chiếc lá nó rơi cũng là biểu lộ của pháp, tại vì nó thể hiện được vô thường, nói lên một bài học cho mình biết. Và một bài học tương sinh, lá nó rơi xuống, nó rã ra trong lòng đất, rồi nó nuôi lại cây to. Có một buổi chiều Pháp Hòa đi thiền hành, Pháp Hòa thấy một chiếc lá nó rơi xuống trong mùa thu. Pháp Hòa làm bốn câu: kìa, chiếc lá vừa rơi, bay đẹp một phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Trong một bài thơ khác, một bài thơ dài khác có bà làm, trong đó có hai câu cuối: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Sống để mà chơi, ăn chơi, gặp nhau chỉ làm gì đó, ngồi đây chơi, uống nước trà chơi,
ở dưới miền Tây kêu ăn cơm chưa, ngồi đây ăn ba hộp chơi. Bệnh chơi, uống thuốc chơi. À thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Mọi việc nó nhẹ như vậy. Có những người người ta thông dong, như thiền sư Viên Minh, nhìn mây kìa, mây bay trên lá, trên núi, ê xuống cho thầy xem, thấy mây đang bay biểu mây xuống đây chơi. Nhưng chân lý nó đến liền, ôi mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Thầy đang ngủ mà, việc của thầy tự tại là thầy ngủ, mây có tự tại của mây, mây cứ bay. Hồi nãy thầy muốn kêu mây xuống đây, muốn làm cái chuyện lấp đá vá trời vậy đó, kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Chân lý á, nó bàn bạc trong cuộc sống. Chỉ khi nào mình hiểu được cái đạo lý thì chân lý nó có mặt, đạo lý mình tiếp nhận, đạo lý mình thấy được chân lý, thì cuộc sống của mình rất có lý. Chân lý nó có, đạo lý mình nhận, sống có lý lắm. Ăn gì ngon có lý ha. Tại mình ngon rồi đó, thấm rồi đó. Cho nên hôm nào mình suy ra được một cái đạo lý gì cho mình, gật gù. Đến nỗi mà rau bắp và rau tép mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Tại sao? Hạnh phúc nó có mặt rồi thì ruột bầu với rau tép nó vẫn ngon. Còn mình không có vui rồi thì cái gì nó cũng không ngon. Cho nên cái bước chân của mình nó thể hiện, ánh mắt của mình nó thể hiện. Phật có dạy trong kinh, trong cái bài đó Phật gọi là cái gì? Ngũ tướng, thấy không? Nó phát lên. Nhìn năm cái phương pháp này, nó hiện lên cái tướng để mình tu tập. Người mà người ta có tu năm cái đó, nó hiện lên liền. Pháp Hòa có nói cái bài đó, quý vị muốn nghe tìm cái bài niệm lành xâm tướng đẹp. Phật dạy năm phương pháp tu cái gì, quán cái gì, nghĩ cái gì để cho cái tướng mình nó được đẹp. Thường thường á, mình mà không thích cái gì mặt mình nhìn biết liền, phải không? Cho nên nó biểu lộ liền. Thích nó cũng biểu lộ, không thích nó cũng biểu lộ. Nhưng mà cuộc đời này mà hễ mình biểu lộ cái mình vui thì mọi người ta thoải mái. Mình biểu lộ cái không vui tự nhiên người ta thấy khó chịu. Mình đến nhà người ta mà mình bước vô mình biểu lộ một cái thái độ nào đó, tự nhiên người ta khó chịu liền. Còn mình đến mình nhẹ nhàng, mình manage được. Cái chữ tiếng Anh là manage, tiếng Anh tiếng Việt là gì? Mình điều chỉnh được, mình điều phục được cái tâm hành của mình. Đừng để cái tâm hành mình vui buồn nó bộc phát nhiều quá. Vô mua nhà mới mà vô trời ơi đẹp quá, rờ chỗ này rờ chỗ kia, yên tâm giá không xuống đâu. Tại mình đã để cho người ta thấy được cái thích của mình về căn nhà đó quá rồi, phải không? Còn mình không thích cái gì là bắt đầu mình biểu lộ lên liền. Cho nên á, Phật dạy điều phục tâm hành. Thương cũng là một tâm hành, ghét cũng là một tâm hành, vui buồn tất cả đều là những tâm hành. Nhưng tu á, là mình đủ khả năng điều chỉnh nó. Thích cũng không để lộ cho mình biết, trời ơi thích kìa, có cái tướng ăn kìa, ăn biết tham liền. Chứ hồi xưa các tổ các thầy muốn thử đệ tử mình coi tham cỡ nào, ngồi ăn chung. Ông thì cũng để vô ăn rồi từ tốn, còn ông thì vừa đưa vô miếng ngon cái lấy đũa gấp miếng thứ hai, còn không thì cái gì mà mình thích đó, mình gấp, còn không có mà xới bơi. Những cái thái độ đó nó biểu lộ lên cái cách sống của mình hết, cái tâm tư của mình hết. Đó. Quý vị nhớ bảy ha. Tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập.
mình thọ cái gì để làm mình hạnh phúc thôi, an vui thôi. Đó, bây giờ ví dụ như á, thường á, Pháp Hòa thỉnh thoảng quý vị cho Pháp Hòa ăn sầu riêng. Nhưng mà bây giờ cái bao tử Pháp Hòa với cái đường ruột Pháp Hòa nó không có tốt, cho nên là trước khi lên giảng là tránh né sầu riêng. Mặc dù có thể ăn sầu riêng nhưng mà ăn xong rồi lên nó khó chịu. Thì thôi bây giờ mình tránh né nó trước khi mình lên giảng. Tránh né là vậy thôi, nghĩa là mình sẽ ăn hay là mình không ăn, nhưng mà không ăn không có gì khổ hết. Pháp Hòa không ăn được ba rô, dù là ba rô sống hay là ba rô phi, nhất là cái ba rô mà phi lên rồi ăn vô là nó khó chịu cả ngày. Cho nên mình tránh nó đi để mình khỏi có khó chịu vậy thôi, chứ có gì đâu. Không ăn được món này thì mình ăn món khác. Cái đường này mình đi đã từng bị lạc rồi mà tại sao cứ phải nhào vô hoài? Để rồi mỗi lần lạc cũng đâu có chết ai, nhưng mất công phải quay ra. Điều này Pháp Hòa hay dạy mấy thầy trẻ lắm. Có nhiều khi biết cái đó nó sẽ sai mà cứ làm. Xong rồi nó đó, con thấy không? Bây giờ con làm xong rồi nó cũng đâu có hệ gì, nhưng mà con mất thời gian không? Con phải quay trở vô con làm lỡ. Mà ngay từ đầu con làm đúng rồi, nó đâu có đến cực cực. Thôi thì Pháp Hòa có chia sẻ phần cuối của cái bài này hồi sáng với đại chúng. Phật dạy chúng ta có 7 phương pháp để chúng ta giảm thiểu một phần nào những cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Tu tập là chỉ cần thấy là mình có bớt là mình vui. Từ đó nó cho mình một niềm tin mình đã đi đúng đường, mình đã chọn đúng pháp, mình đã tu đúng cách. Mà vì vậy cho nên ngày nay tuệ giác mình nó có, cái niềm vui của mình nó có. Cũng giống như mình đang đi trên đường vậy, chưa tới nơi nhưng mà thấy bảng. Thí dụ mình đi tới Plan City, mới bắt đầu khởi hành, nó nói 300 mile, điền họ nó nói 250 mile, chưa tới. Nhưng mà chính cái bảng đó cho mình biết mình đi đúng đường. Càng ngày mình tới càng gần. Hiểu không? Tu tập là vậy đó. Đại chúng tu làm sao mà thấy mỗi ngày vui hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt chấp trước hơn là mình biết vô rồi đó. Cứ vậy mà tu tiếp. Chúc đại chúng an lạc. Rồi bây giờ mời đại chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật đạo.